Có một ý nữa, nói về một cái câu thơ trong bài thơ Về Mùa Thu: người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Vật lý ở đâu? Có đấy. Không ngoảnh lại mà vẫn nhìn thấy lá, chắc chắn là nhìn gương chiếu hậu rồi. Nhìn gương chiếu hậu, đây là hiện tượng phản xạ ánh sáng. Hiện tượng phản xạ ánh sáng, nhìn thông qua gương, ảnh tạo bởi gương phẳng bằng vật, có kích thước bằng vật nha. Hơn nữa, qua ý này chứng tỏ rằng nhà thơ khá là có điều kiện. Nhà khá là có điều kiện, vừa đi xe máy, ít nhất là xe máy, chưa kể là đi ô tô ở thời điểm đó thì cực giàu rồi, đúng không? Đi xe, nhìn gương chiếu hậu vẫn thấy lá rơi đầy, chứng tỏ rằng nhà thơ có điều kiện. Vật lý ở đây là nhìn qua gương. Có một cái câu thơ trong bài thơ Sóng của Xuân Kình có nói là: sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, xong là còn là em cũng không biết nữa. Tức là một cái khía cạnh chúng ta có thể phân tích ở đây, đó là ngày xưa chắc là nhà thơ này học vật lý không tốt, chả biết gió bắt đầu từ đâu. Có một em lớp 2 bảo rằng gió bắt đầu từ cái quạt máy, hoặc là quạt tay. Chúng ta quạt là ra gió, là ra gió. Nhưng thực ra nếu nhìn một cách chính xác về góc độ vật lý thì để có gió, nó là sự chênh lệch áp suất của nơi này sang nơi khác, nó tạo thành một cái luồng khí giao thông lưu thông, thì người ta gọi nó, thì người ta bảo đấy là cái nguyên nhân tạo ra gió, là sự chênh lệch áp suất. Một cái câu nữa mà thầy muốn chia sẻ ở đây, đó là một bài thơ Bánh Trôi Nước của Hồ Xuân Hương: thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Vật lý ở chỗ nào ở đây? Có không? Có. Có ở chỗ là bảy nổi ba chìm. Đúng. Cái bánh trôi nước đầu tiên là nó chìm, nhưng khi đun thì sao? Thì có sự biến đổi về chất làm cho khối lượng riêng thay đổi. Vì thế lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật là thay đổi, và lúc này trọng lượng của vật giảm, lực đẩy Archimedes lớn hơn trọng lực làm cho anh này nổi lên. Anh này nổi lên, nhưng nổi không phải nổi toàn bộ mà chỉ nổi một phần thôi, đó là 7 phần nổi, 3 phần chìm, nhưng thực ra là chìm nhiều hơn nên cho phải 9 phần nổi, 9 phần chìm, có 1 phần nổi thôi. Nổi một chút thôi, nó không vô hẳn lên. Thế thì đấy là mối tương quan giữa lực đẩy Archimedes và trọng lượng của vật. Còn ở đâu nữa? Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Các em không nhìn thấy vật lý ở đây đâu, chỉ có thầy nhìn ra thôi. Muốn nói một điều là tinh bột dẫn nhiệt kém, đúng không? Dẫn nhiệt kém làm cho bên ngoài chín rồi mà bên trong vẫn còn nguyên trạng thái, không đủ nhiệt độ để nóng chảy cái phần đường bên trong. Cho nên ở đây muốn chứng tỏ rằng tinh bột là chất dẫn nhiệt kém. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể khai thác rất là nhiều ý ở cái vấn đề liên quan bánh trôi nước. Sự nổi, sự dẫn nhiệt có, thử phân tích xem có được điểm 10 không nhá.